Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Ultimate Epic Battle Simulator. Mình là Mr. Thắng đây. Và trước mắt các bạn là những cỗ máy chiến tranh. Đó là những con robot nha các bạn. Nó bắn ra những tia laser khổng lồ. Đó, nó khá là hiện đại các bạn. Nó là những con robot của tương lai. Đó, đây, thấy cái chân nó không? Mình tưởng tượng nó như là một con gà vậy đó các bạn. Thấy cái chân nó không? Y chang chân gà luôn. Chắc nó lấy cảm hứng từ những con gà, những con gia cầm. Đó, đây là 100 con nha. Và phía bên đây là 20.000 quân. Thấy không? Trời ơi, 20.000 người này chắc từ đây tới đó chắc cũng một cả cây số à. Không, chắc cả km chứ không có giỡn luôn nha các bạn. Dàn một hàng này khá là dài đó. 100 con người máy và 20.000 quân. Để xem 20.000 quân này có đánh lại 100 con người máy này không nha. Và cuộc chiến của chúng ta bắt đầu thôi. Oh my god, nó bắn. Má ơi, nó bắn. Kinh. Bắn mấy thằng lính bay luôn các bạn ơi. Kìa, bắn văng ra ngoài sao luôn. Thật là dã man các bạn ơi. Oh no. No. Ôi, nó bắn kiểu này. Tụi này đánh sao lại ta. Mà được cái là tụi này nó đông về quân số các bạn, tới 20.000 người lận. Nó gấp tụi kia tới như ta đông hơn tụi kia hình như 200 lần hay sao đó. Wow, trời ơi các bạn ơi, nó bắn. Em tôi lại gần cho các bạn xem. Ghê. Wow. Nhưng mà tụi nó tiến lại gần được kìa. Nè, mấy con lính này tiến lại gần được luôn nè. À, mấy con này nó bắn không có được nhanh các bạn, nó bắn chậm. Nó mạnh nhưng mà nó bắn chậm các bạn. Còn nếu như mình đổi mấy thằng này là những thằng lính Đức cầm súng máy thì thôi rồi các bạn ơi. Mình không biết là cái tụi người này có tiến lại gần được không nữa. Thế mình nghĩ cái con này là cái con sẽ chết trước nè. Nó đứng trước hết luôn. Nè, con này bị bao vây, này bị chém quá trời rồi. Wow. Mình thấy cái hàng giữa là bị thiệt hại nhiều nhất. Còn hai cánh, hai bên phải và bên trái thì nó tập trung ở đây đông nhất. Tại vì cái cấm quân hồi nãy là nó tràn ra tới phía này luôn nè các bạn. Cho nên là bên đây nó khá là đông. Bên trái, cánh trái qua cánh phải. Còn cánh chính giữa là bị thiệt hại nhiều nhất luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Chết tùm lum hết trơn luôn. Đó. Rồi, trở lại cuộc chiến của chúng ta đi. Để coi cái lũ robot này có chịu nổi cái đòn tấn công của loài người hay không. Oh no. Bên đây nó ùa vào như thác đổ các bạn. Mày sẽ chết thôi, cái con này đứng lẻ đôi ở đây. Bị bao vây rồi nè các bạn. Mình nghĩ là con này sẽ bị tiêu diệt. Nè, có một con nó bị chết rồi nè. Hai con luôn. Nhìn mấy thằng lính bị bắn tội nghiệp quá à. Bắn mà nó bại ra sao luôn các bạn, thấy không? Trời ơi. Nhìn nó như là những cái món đồ chơi bị người ta ném đi vậy đó. Trời đất. Cố lên. Tụi bay đông hơn tụi nó tới 200 lần nữa đó. Đúng rồi, để coi. Nhân cho 10 là 1.000, nhân cho 100 lần là 10.000. Đúng rồi. Đội người này đông hơn tụi người máy tới 200 lần. Tức là một con người máy này sẽ phải chiến đấu với 200 người đó các bạn. Mình cho tỷ lệ vậy thấy ok đó. Tỷ lệ 1/200. Vậy mà tụi này đánh không lại nữa là thôi luôn.
Wow. Rồi con này chết. Yeah. Mình nghi quá à. Mình nghi là tụi người máy sẽ thắng quá à. Tại vì số lượng này chắc cũng còn. Tụi nó chắc cũng còn. Người máy này chắc cũng còn khoảng chắc 70% lực lượng của tụi nó vẫn còn các bạn ơi. Vậy là loài người không thể thoát được cái số mệnh này rồi. Bị quỷ diệt rồi. Oh no. Mình đã cho kẻ thù quá mạnh. Tụi nó bắn súng tia laser lần các bạn. Tia laser bự nha. Chứ phải tia laser mà nhỏ giống mấy tập trước. Cũng mấy tập trước mình có cho lính bắn tia laser không ta? Mình cũng không nhớ nữa. Trời ơi nó bay kìa. Oh no. Trời ơi. Bay chậm chậm thôi mấy đồng chí. Gãy xương đó. Ôi giời ơi các bạn ơi, sát. Sát tụi nó nè. Chắc chồng lên thành một cái núi luôn nè các bạn. Mình nhớ ngày xưa mình chơi vô này á, mình cho hai phe đánh nhau người không à. Nó đánh nhau các bạn, nó chắc sát nó chắc thành một cái chồng cao lắm. Tại vì hai bên mình cho lực lượng khá là đông đó các bạn. Thành ra là hai bên giáp mặt nhau là nó đánh sát chết chắc cao như núi, đúng như người ta nói trong phim luôn. Rồi cánh bên này coi như là đã xử lý xong. Cánh bên này tiêu rồi. Bên này cũng sớm thôi. Bên đây nè, mớ này chắc cũng vài trăm thằng. Trời ơi má ơi, nó bắn kiểu này làm sao mà tồn tại nổi hết trời. No. Xin lỗi các anh, tôi đã làm hơi quá tay. Đáng lẽ tôi phải cho tụi đó ít hơn một tí. Có lẽ để tập sau đi, mình sẽ lấy sĩ diện lại cho loài người các bạn ơi. Rồi thêm một con ngã ngựa. Để tiêu diệt được một con này là có thể hy sinh vài trăm thanh niên. Chắc phải 400-500 thanh niên gì đó mới hạ được một con. Trời ơi, một cái giá quá đắt. Rồi số phận đã được định đoạt, kết quả đã rõ ràng nè. Xác chết cao chắc cao như núi nè, đúng như trong phim luôn. Má ơi. Rồi thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip ngắn này nha. Đây là một cái clip mà ngắn gọn, xúc tích, dễ xem, cho các bạn giải trí buổi đêm khuya này. Ok, hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.